Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự 20 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị. Chương trình hôm nay thứ hai ngày 11 tháng 7 sẽ có những nội dung chính sau đây. Phiên họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa 7, nhiệm kỳ 2016-2021. Ngày Dân số Thế giới 11 tháng 7 năm nay được Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình chọn chủ đề đầu tư cho trẻ em gái vì thanh niên. Huyện Triệu Phong thông qua phương án chuyển đổi sản xuất và sinh kế tại các địa phương ven biển. Chiều nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa 7, nhiệm kỳ 2016-2021, tổ chức phiên họp lần thứ nhất với các nội dung thông qua cơ cấu nhân sự ủy viên các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 7, nhiệm kỳ 2016-2021, thành lập tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng thời đánh giá hoạt động 6 tháng đầu năm 2016 của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 7. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp. Tại phiên họp, các đại biểu đã thông qua kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 6, nhiệm kỳ 2016-2021, phê chuẩn danh sách ủy viên của các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành lập các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và tổ trưởng, tổ phó, ban kinh tế ngân sách, trình báo cáo thẩm tra các tờ trình của Ủy ban Nhân dân thuộc thẩm quyền của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Xem xét báo cáo kết quả giám sát của các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm 2016. Phân công các ban Hội đồng Nhân dân thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết, tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 7, nhiệm kỳ 2016-2021. Phát biểu kết luận tại phiên họp, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, phải tập trung đề cao trách nhiệm hoạt động của Thường trực, các ban, các tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng Nhân dân để hướng tới việc thực hiện có hiệu quả luật tổ chức chính quyền địa phương và luật giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Tiến trình tổ chức khảo sát, giám sát để chuẩn bị thẩm tra các báo cáo, đề án trình kỳ họp thứ 2, thứ 3 Hội đồng Nhân dân tỉnh. Theo đó, trong quá trình thẩm tra phải tiếp cận cơ sở, lắng nghe ý kiến của người dân, cử tri trong xây dựng các chính sách trình Hội đồng Nhân dân tỉnh phải đảm bảo đúng luật, phù hợp với kinh tế xã hội và đời sống của người dân. Đối với một số nội dung liên quan đến quyết định của Hội đồng Nhân dân tỉnh phải đảm bảo đúng quy định pháp luật, đồng thời cân đối nguồn lực và tính khả thi. Sáng nay, Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2016. Đồng chí Phạm Đức Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Mai Thức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; đồng chí Phan Văn Phùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy. Trong 6 tháng đầu năm 2016, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp theo nội dung của Nghị quyết 49 NQTVK tiếp tục được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Nhận thức của cán bộ đảng viên và nhân dân về vai trò của cơ quan tư pháp và cải cách tư pháp trong xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ngày càng sâu sắc hơn. Hoạt động của các cơ quan tư pháp, chất lượng điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và việc bắt, giam giữ, cải tạo được thực hiện nghiêm minh, dân chủ, công bằng hơn, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm, góp phần ổn định an ninh trật tự, phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016 được Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp tỉnh đặt ra, đó là tiếp tục triển khai thực hiện luật tổ chức Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân năm 2014, Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng Dân sự, Luật Tố tụng Hành chính, đồng thời tiếp tục thực hiện các kế hoạch, nhiệm vụ cải cách tư pháp, hướng tới mục tiêu xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, từng bước hiện đại, phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Đức Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp tỉnh yêu cầu trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp tỉnh phối hợp với các ngành liên quan tập trung đấu tranh với các loại hình tội phạm thuộc lĩnh vực kinh tế, tham nhũng, vay nặng lãi, đồng thời đấu tranh đến cùng, không bỏ sót tội phạm, đảm bảo tối đa quyền con người. Đồng chí đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh và Sở Tư pháp tăng cường công tác kiểm tra đối với các hoạt động của luật sư, công chứng trên địa bàn. Sáng nay, Bộ Tư pháp đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2016. Đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì hội nghị.
Trong 6 tháng đầu năm 2016, ngành tư pháp đã đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành. Các nhiệm vụ tư pháp được triển khai đồng bộ, có trọng tâm trọng điểm. Việc xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật tiếp tục được chú trọng đầu tư nguồn lực. Các bộ ngành đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 400 văn bản theo thẩm quyền, cấp địa phương ban hành 1.548 văn bản quy phạm pháp luật cấp tỉnh, đáp ứng kịp thời yêu cầu chỉ đạo điều hành các mặt kinh tế xã hội. Bên cạnh đó, thể chế công tác thi hành án dân sự được chú trọng và hoàn thiện. Toàn hệ thống đã giải quyết xong 256.000 việc, đạt tỷ lệ 56% trên tổng số việc thụ lý. Từ nay đến cuối năm, ngành tư pháp sẽ triển khai có hiệu quả các luật sửa đổi mới ban hành, thực hiện các nhóm giải pháp cải cách tư pháp, phấn đấu giải quyết đạt và vượt chỉ tiêu 70% về số việc, 30% về số tiền đối với thi hành án dân sự, hoàn thiện hệ thống pháp luật trong bối cảnh Hiệp định TPP có hiệu lực. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Bộ Tư pháp xác định là thường xuyên kiểm tra các bộ ngành trong việc soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh, ban hành văn bản quy định chi tiết, nhất là luật sửa đổi, bổ sung một số luật về đầu tư kinh doanh, khắc phục triệt để tình trạng nợ động văn bản. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt triển khai thi hành nghị quyết 107 ngày 26 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội về thực hiện chế định thừa phát lại. Đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì hội nghị. Chế định thừa phát lại triển khai thí điểm từ năm 2010 tại thành phố Hồ Chí Minh. Đến nay, chế định thừa phát lại triển khai thực hiện tại 13 tỉnh thành phố và có 53 văn phòng thừa phát lại, tổng đạt hơn 1 triệu văn bản giấy tờ, đạt doanh thu gần 200 tỷ đồng, có phần giảm tải công việc cho các cơ quan nhà nước, các cơ quan tòa án thi hành án dân sự, cung cấp pháp lý, bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân, tổ chức. Tại hội nghị, Bộ Tư pháp đã giới thiệu một số điểm nổi bật và những kết quả khả quan của việc thực hiện thí điểm chế định thừa phát lại, những khó khăn vướng mắc, kinh nghiệm trong thực hiện thừa phát lại thời gian qua và quán triệt triển khai thi hành nghị quyết 107/2015/QH13 về thực hiện chế định thừa phát lại tốt hơn trên phạm vi toàn quốc trong thời gian tới. Chuyển sang những thông tin khác. Ngày Dân số Thế giới 11 tháng 7 năm nay được Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình chọn chủ đề đầu tư cho trẻ em gái vị thành niên. Ngành Dân số tỉnh Quảng Trị đã chú trọng đến truyền thông, nâng cao nhận thức cho gia đình và cộng đồng về chăm sóc đầu tư cho trẻ em gái vị thành niên, tạo điều kiện để các em có thể bước vào giai đoạn trưởng thành, an toàn và khỏe mạnh. Gia đình chị Nguyễn Thị Xuân Điểm ở khu phố 3, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà có hai con gái đang ở độ tuổi vị thành niên. Chị luôn gần gũi để chỉ bày, dạy bảo các con của mình. Từ những việc nhỏ nhất trong cuộc sống gia đình đến việc chỉ bày kỹ năng sống, chị đều quan tâm để trang bị kiến thức cho con. Đó là những điều thiết thực nhất để chị đầu tư cho con gái của mình. Cùng với việc đầu tư cho trẻ em gái độ tuổi vị thành niên ở trong gia đình, việc truyền thông nâng cao nhận thức đầu tư cho các đối tượng này được Chi cục Dân số tỉnh rất quan tâm. Để góp phần đầu tư cho trẻ em gái vị thành niên, Chi cục Dân số đã phối hợp triển khai nhiều mô hình, đề án như tư vấn kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân, đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, v.v. Qua đó, góp phần phát huy hiệu quả nâng cao nhận thức của cả cộng đồng về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên và thanh niên. Để thực hiện tốt cái chủ đề Ngày Dân số Thế giới năm nay thì có thực hiện đồng loạt nhiều giải pháp, trong đó thì cái giải pháp truyền thông là quan trọng nhất, bởi vì cái chủ đề Ngày Dân số Thế giới năm nay là đầu tư cho trẻ em gái vị thành niên. Và chúng ta cũng biết được là liên quan đến trẻ em gái vị thành niên thì rất là nhiều những cái vấn đề, do đó mà công tác truyền thông trên nhiều cái hoạt động cũng như là để đề cập đến nhiều cái khía cạnh liên quan đến cuộc sống của trẻ em gái thì là cái điều quan trọng nhất. Do đó mà cái công tác truyền thông thì tư vấn các cái kiến thức kỹ năng để trẻ em gái có thể tự chăm sóc sức khỏe cho bản thân và đảm bảo an toàn cho mình là quan trọng nhất. Trẻ em gái vị thành niên luôn có nhu cầu tìm hiểu kiến thức tâm sinh lý, vì vậy cần phổ biến kịp thời giúp các em có đầy đủ kiến thức từ chăm sóc, bảo vệ bản thân, giúp các em tự tin bước vào cuộc sống. Điều này đòi hỏi sự vào cuộc của những người làm công tác dân số cả cấp chính quyền và toàn xã hội. Huyện Triệu Phong hôm nay đã tổ chức hội nghị thông qua phương án chuyển đổi sản xuất và sinh kế các xã ven biển. Căn cứ tình hình thực tế của địa phương và nhu cầu của lao động, huyện Triệu Phong đã xây dựng phương án chuyển đổi ngành nghề hoặc chuyển đổi sản xuất để đảm bảo cuộc sống trước mắt cho nhân dân cũng như định hướng lâu dài, bền vững cho sinh kế vùng biển.
Theo đó, đối với các ngư dân có điều kiện đánh bắt gần bờ, hình thành các tổ nhóm để chuyển qua đánh bắt ra bờ, thực hiện chính sách khuyến ngư, đầu tư hỗ trợ mọi phương tiện theo quy định để nhân dân mạnh dạn chuyển đổi hình thức đánh bắt, rà soát lại quỹ đất xây dựng ao hồ nuôi tôm trên cát, nuôi cá nước ngọt, xây dựng chuồng trại tập trung xa khu dân cư, chuyển đổi cây trồng phù hợp với vùng cát như mướp đắng, dưa hấu, ném, hành, đầu đen xanh lồng. Trên cơ sở các nội dung đã được thông qua, huyện Triệu Phong yêu cầu các địa phương, phòng ban chuyên môn nhanh chóng hoàn thiện các nội dung cụ thể của phương án chuyển đổi, tập trung hỗ trợ về mọi mặt để việc chuyển đổi được triển khai thuận lợi và mang lại hiệu quả, sớm ổn định đời sống trước mắt cũng như tạo sinh kế bền vững cho người dân. Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi kinh tế cho lao động ven biển là một trong những chủ trương được tập trung thực hiện rất quyết liệt của các địa phương. Tuy nhiên, để tạo sinh kế bền vững cho lao động vùng biển thì không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ vốn, giống, kỹ thuật, mà quan trọng là việc định hướng phát triển cây trồng gì, nuôi con gì, làm nghề gì phù hợp với lao động vùng biển. Cũng như nhiều ngư dân vùng biển huyện Gio Linh, ngay sau khi có chủ trương khuyến khích ngư dân chuyển đổi các mô hình sản xuất phù hợp để phát triển kinh tế, thay cho nghề làm biển bãi ngang vốn đang gặp khó khăn do hiện tượng hải sản chết hàng loạt. Ông Trần Đình Trường ở khu phố 8 thị trấn Cửa Việt đã mạnh dạn đăng ký trồng hơn một mẫu ruộng dưa quả kết hợp khoai lang. Tuy vậy, đây là vụ đầu tiên ông Trường sản xuất ở quy mô lớn nên không tránh khỏi những lo lắng. Nhà nước là chuyển đổi cây trồng thì riêng bản thân tôi rồi nhất trí chuyển đổi. Nhưng thứ nhất là phải quy hoạch cái vùng nào là trồng con gì. Mà cái đoàn nào là trồng nuôi con gì thì điều kiện các anh phải định tối định lượng thì các anh là phải hỗ trợ cho những người dân. Cho mà ồ ạt làm một lúc thì nhiều khi người làm được kẻ làm không bán thì không ai mua cả. Những lo lắng của ông Trần Đình Trường không phải là không có cơ sở. Bởi hiện nay hầu hết các địa phương ven biển đều có kế hoạch chuyển đổi mô hình sản xuất trên cát. Nếu việc chuyển đổi phát triển liên tục mà thiếu đi sự định hướng cụ thể, thì việc tiêu thụ cũng đặt ra những vấn đề đáng quan tâm. Một vấn đề khác cũng cần quan tâm hiện nay là công tác xuất khẩu lao động cho ngư dân. Hiện nay toàn tỉnh có trên 3.000 lao động làm nghề biển bãi ngang bị ảnh hưởng sau sự cố môi trường. Nhiều giải pháp chuyển đổi việc làm cho nhóm lao động này đã được đề cập, như chuyển từ làm nghề biển bãi ngang sang đi đánh bắt xa bờ. Một số lao động khác thì tham gia xuất khẩu lao động. Tuy vậy, để thực hiện được không phải là điều đơn giản. Lực lượng lao động biển trong giai đoạn này, đặc biệt là lao động đánh bắt gần bờ, nó dôi thừa, thì nên quan tâm đưa cái lực lượng này đi đánh bắt, xuất khẩu lao động đối với các nước hợp tác về cái lĩnh vực đánh bắt cá trên biển. Vừa đi giải quyết công ăn việc làm trước mắt, nhưng cũng vừa học tập thêm cái kinh nghiệm của các nước bạn. Muốn ra nước xa bờ thì chúng ta phải tính vào cái việc mà có trình độ nâng cao, cao hơn kiến thức và cũng như trình độ nhận thức và đặc biệt là cái kỹ thuật về sử dụng các cái trang thiết bị. Chúng tôi thiết nghĩ rằng đối với các cái số lao động trên 3.000 vùng bãi ngang thì hiện nay khi chuyển đổi thì cái số lao động mà chuyển đổi qua vùng cửa lạch cũng như vùng xa bờ thì cũng không phải là số lượng như vậy mà chỉ đáp ứng được từ 10 đến 15%. Doanh nhân Lê Tân, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư và Phát triển NTC, là một người con Quảng Trị, hiện đang điều hành hoạt động công ty chuyên về xuất khẩu nông sản. Những ngày đầu tháng 7 năm 2016, ông Lê Tân về Quảng Trị để thúc đẩy các dự án trồng nông sản trên vùng cát ven biển. Nếu các dự án được triển khai, mỗi tháng đơn vị sẽ tiêu thụ khoảng 50 tấn nông sản sệt như ớt, sả tím. Tuy nhiên, giá trị mà vị doanh nhân này hưởng đến không chỉ dừng lại ở những con số về mặt kinh tế. Điều quan trọng chúng tôi là không phải là mua được bao nhiêu, lại bao nhiêu, mà điều quan trọng chúng tôi là làm thế nào để tạo cho nông dân Quảng Trị trở thành những nông dân công nghiệp. Có nghĩa là họ làm họ được ăn lương, họ làm họ biết sản phẩm mình sẽ được bán như thế nào, chứ không phải là cơm vô ngày trời như ngày xưa. Và mình sẽ tạo điều kiện cho nông dân để có một bước đệm làm cho Quảng Trị có thể là tiến xa một mặt kinh tế mà ngang tầm với các tỉnh khác thông qua những cái sản phẩm nông nghiệp mình sẵn có. Ngư dân bãi ngang Quảng Trị sẽ làm chủ kỹ thuật sản xuất nông sản sệt, xuất khẩu sang những thị trường khó tính như châu Âu, tham gia đánh bắt cả ngư đại dương xuất khẩu Nhật Bản. Là những câu chuyện hoàn toàn có thể thực hiện được nếu chúng ta có một định hướng phát triển cụ thể. Và đây cũng chính là mong mỏi của nhiều ngư dân Quảng Trị hiện nay. Với trăn trở tìm hướng đi mới cho nghề may của gia đình và tạo công ăn việc làm cho con em ở địa phương, chị Trần Thị Miên ở chợ Cạn, xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong
đã liên kết với công ty cổ phần may Quảng Trị mở cơ sở may mặc tại địa phương. Mặc dù mới đi vào hoạt động thời gian ngắn, nhưng việc liên kết có nhiều triển vọng, nhất là tạo thêm việc làm cho lao động vùng nông thôn. Chị Võ Thị Thu Hương ở thôn 1 xã Triều Lăng, sau nhiều năm lăn lội kiếm sống ở miền Nam, nhưng vì xa nhà, chi phí sinh hoạt lại quá lớn, nên chị quyết định trở về quê tìm kế sinh nhai. Tuy nhiên, khi về quê chị phải đối mặt với thực trạng không có việc làm ổn định. Được sự quan tâm giới thiệu của chị Trần Thị Miễn, nên chị Hương đã có việc làm ổn định tại cơ sở may mặc do chị Miễn đứng ra liên kết. Tôi đã vào đấy là làm được một thời gian, và giờ là công việc cũng khá ổn định. Tôi rất là yên tâm. Ban đầu, công ty cổ phần may Quảng Trị chỉ lắp đặt một số máy để chạy thử, nhưng thấy khả quan và nhu cầu lao động tại địa phương còn nhiều, nên chị Miễn xin lắp đặt thêm máy và được công ty đồng ý. Đến nay, tại hai cơ sở may Đồng Tây Chợ Cạn đã có 32 máy may, thu hút 40 lao động là con em các xã Triều Sơn, Triều Lăng và Triều Trạch. Trong đó có nhiều công nhân khuyết tật nhưng cũng đã trở thành thợ lành nghề, tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng. Đây là những lao động vốn trước đây không có việc làm ổn định. Được biết, công ty cổ phần may Quảng Trị chuyên may các mặt hàng cao cấp gồm áo ấm, áo lông vũ xuất sang các nước châu Âu. Với mục đích tạo ra đội ngũ lao động lành nghề, công ty đã cử giáo viên về từng cơ sở hướng dẫn chi tiết bằng cách bắt tay chỉ việc, học lý thuyết đến đâu, thực hành ngay đến đó. Từ năm 2015 trở lại đây thì chúng em là hướng dẫn theo cái cách là chúng ta dạy tích hợp, nên là công nhân là vừa hướng dẫn lý thuyết là thao tác thực hành luôn. Cho nên là để công nhân đỡ quên và thao tác nhân với tiếp cận với sản phẩm máy trực tiếp tại công ty. Hiện tại bây giờ thì đã được 40 người công nhân đã đi vào hoạt động, và còn một số em cũng đang tiếp tục để xin để học lớp học nghề. Việc mở cơ sở may mặc tại chợ Càn, xã Triều Sơn là hướng đầu tư về các vùng nông thôn để tận dụng nguồn lao động tại chỗ. Để cơ sở may mặc có được hình hài như ngày hôm nay, phải kể đến sự mềm dàn, nhạy bén của chị Trần Thị Miễn. Chị chính là sợi dây kết nối giữa doanh nghiệp với người lao động. Sự kết nối này đã tạo ra việc làm, tăng thu nhập cho nhiều lao động vùng nông thôn. Đồn biên phòng Cồn Cỏ, Bộ đội biên phòng Quảng Trị hôm nay đã phát hiện, ngăn chặn và xua đuổi tàu 13177 của Trung Quốc vi phạm chủ quyền vùng biển Việt Nam. Vào lúc 7 giờ ngày 11 tháng 7, qua trao đổi với ngư dân trên biển cho biết, phát hiện tàu cá Trung Quốc đang đánh bắt hải sản trái phép gần khu vực đảo Cồn Cỏ. Đồn biên phòng Cồn Cỏ, Bộ đội biên phòng Quảng Trị đã kịp thời trao đổi trạm radar 540 Hải quân, xác minh nguồn tin là đúng sự thật. Đơn vị nhanh chóng triển khai lực lượng gồm 7 đồng chí, do đồng chí Trung tá Nguyễn Dũng, Phó đồn trưởng nghiệp vụ làm đội trưởng, và vận dụng tàu 151107 của Ban Chỉ huy Quân sự huyện, xuất kích ra vị trí tàu cá Trung Quốc đang hoạt động, nhanh chóng triển khai đội hình ngăn chặn. Đến 8 giờ 33 phút cùng ngày đã tiếp cận được tàu cá Trung Quốc cách đảo Cồn Cỏ khoảng 3 hải lý về phía Tây Bắc. Trên tàu có 5 thuyền viên người Trung Quốc làm nghề câu vàng. Lực lượng đồn biên phòng Cồn Cỏ, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị đã buộc chủ tàu cá 13177 của Trung Quốc cùng 4 thuyền viên còn lại ký vào biên bản vi phạm, buộc điểm chỉ vào tọa độ vi phạm trên hải đồ, cảnh cáo và phóng thích xua đuổi tàu cá này ra khỏi vùng biển Việt Nam. Trong những năm qua, lực lượng an ninh công an tỉnh Quảng Trị đã bám sát sự chỉ đạo của lãnh đạo công an các cấp, chủ động nâng cao công tác nghiệp vụ, hướng về cơ sở, giải quyết những vấn đề cơ bản liên quan đến an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, an ninh kinh tế, văn hóa tư tưởng, để từ đó chủ động kiểm soát tình hình, giải quyết tốt những yếu tố gây mất ổn định ngay từ cơ sở. Hướng đến kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7 1946, 12 tháng 7 2016. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau đây. Sau những buổi lên nương, lên rẫy, bà con bản Úp Ly 2, xã Thuần, huyện Hướng Hóa lại quây quần bên ngôi nhà sàn, nghe người lớn tuổi trong thôn kể chuyện giữ rừng, giữ bản và nghe cán bộ công an nói chuyện. Chuyện của cán bộ công an nhiều lắm, từ chủ trương chính sách của Đảng với đồng bào miền núi, về công tác xóa đói giảm nghèo, rồi việc bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự. Nhờ đó, bà con dân bản hiểu hơn về nhiệm vụ của cán bộ công an, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ an ninh khu vực biên giới, luôn cảnh giác trước thủ đoạn, hoạt động của kẻ xấu, chống các hoạt động di cư tự do, truyền đạo trái phép để xây dựng bản làng bình yên. Bà con đồng bào dân tộc thiểu số ở trên vùng Hướng Hóa
nói chung và ở các vùng bản giáp biên nói riêng thì vẫn còn nhận thức về pháp luật hạn chế. Bên cạnh đó thì cái kinh tế gia đình cũng còn nhiều hộ gặp khó khăn, nên các thành phần lợi dụng vấn đề dân tộc tôn giáo thường xuyên lui tới sử dụng nhiều thủ đoạn, trong đó có bằng lợi ích vật chất, bằng cái sự thiếu hiểu biết, lợi dụng về hứa hẹn, về đức tin để cho bà con tin theo nhằm để thực hiện ý đồ phá hoại lâu dài của sau này của bọn chúng. Thì trong tình hình đó thì lực lượng an ninh đã về cùng ăn, cùng ở và cùng làm với dân. Cũng nhờ bám bản, có nhiều thời gian gần gũi với bà con, cán bộ an ninh đã kịp thời nắm bắt tình hình, xử lý dứt điểm các vụ việc mới nảy sinh, không để bất ổn về an ninh trật tự. Thông qua bám bản, gần dân, cùng ở với dân, lực lượng an ninh đã nắm bắt được kịp thời các cái tâm tư, nguyện vọng, những băn khoăn, khó khăn, vướng mắc của dân trong quá trình triển khai, thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nắm được các cái mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, từ đó để có tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện tốt cái chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Trong giai đoạn hiện nay, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Trị luôn được giữ vững, song cũng đối mặt với những nguy cơ diễn biến phức tạp. Các đối tượng thù địch luôn tìm cách chống phá, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, nhà nước ta với nhiều âm mưu, thủ đoàn tinh vi, xảo quyệt. Để bản làng được yên vui, những cán bộ trinh sát an ninh lại bám bản, gần dân, tham mưu chính quyền địa phương kế hoạch, biện pháp chống các hành vi lợi dụng dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, dân tộc để hoạt động gây mất an ninh trật tự. Tích cực tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước để phát huy sức mạnh tổng hợp của quần chúng nhân dân, nhằm phục vụ tốt nhiệm vụ giữ vững an ninh trật tự các xã vùng biên. Chương trình thời sự 20 giờ của Đài Phản thanh Truyền hình Quảng Trị đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.